Hát ơi, Dạ. này đi mua cho mẹ mấy cái bánh rán này về mẹ ăn này. Thì nhớ ấy là bảo là mua cái bánh rán không đường nhá, vì mẹ tiểu đường, mẹ không ăn được bánh rán đường nhá. Dạ. Đấy đi mua đi. Hai bánh rán nào? Hai bánh rán đi. Bác ơi, bác bán bánh rán ạ. Bác bán bánh rán này, mua đi bác bán cho. Bác bán lên như chị một cái. Bác bán 2.000 cái cho. Thế bán cho cháu 5 cái đi. Dạ. Bác là cái vệ sinh an toàn hàng đầu, riêng bán hàng bác này sạch sẽ. Ông ơi, bánh rán có đường à? Bác bánh rán đường cháu à? Nhưng mà mẹ cháu dặn là mua là phải bánh rán không đường, mẹ cháu mới ăn cơ, vì mẹ cháu bị tiểu đường, không ăn được bánh rán có đường. Bác có cách nào làm cho nó sạch đường đi không à? Bác có nhiều cách cháu ạ. Bác bán lâu năm là bác có nhiều cách. Được rồi, bác sẽ làm cho cháu sạch đường là được, đúng không? Cách thứ nhất này. Đấy, cách thứ nhất này. Cách thứ hai này. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Cách thứ ba này, không còn tí đường là tao nhé. Ảo thật đấy. Ui trời, làm sạch cho cháu được cái bánh rán mà mệt hết cả người, tốt cả huyết. Đây, cháu làm này. Bác làm không còn tí đường nào nha. Bánh rán của bác sạch thì sạch thật đấy, ít ít đường thì hết đấy, nhưng mà bác thổi rồi thì ai mà ăn được nữa, nước bọt bắn hết vào rồi thì về ai mà ăn được nữa. Thôi cháu mua đó, bác để mà ăn. Ừ, cháu đã không mua à? Bác đang đòi, bác chen.